Ngày 5 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ, Hà Nội, Hội thao Việt Tin Banh khu vực 3 năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại hội thao lần này, gần 600 vận động viên thi đấu tranh tài ở hai môn kéo co và bóng bàn. Hội thao đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên đến từ 29 công đoàn cơ sở. Phát biểu khai mạc hội thao, ông Đàm Hồng Tiến, Giám đốc Việt Tin Banh Trương Dương, trưởng ban tổ chức hội thao chia sẻ: trong những năm qua, phong trào thể dục, thể thao của toàn hệ thống nói chung và của khu vực 3 nói riêng đã phát triển trở thành một hoạt động truyền thống. Hội thao được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, đồng thời tạo không khí vui tươi, lành mạnh, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công đoàn. Ông Tiến chúc các vận động viên thi đấu hết mình để đạt kết quả cao nhất trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng vì ý nghĩa cao đẹp của phong trào thể thao Việt Tin Banh. Ngay sau lễ khai mạc, gần 600 vận động viên đã cùng nhau tranh tài dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo các cổ động viên. Nhiều trận đấu hay và quyết liệt đã tạo nên không khí cực kỳ sôi động tại hội thao. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải: giải nhất môn kéo co, giải nhất môn bóng bàn nội dung đơn nam và nội dung đôi nam, giải nhất bóng bàn nội dung đơn nữ, giải nhất bóng bàn nội dung đôi nữ. Ban tổ chức cũng trao hai giải cho vận động viên nam và nữ cao tuổi nhất cùng các giải nhì, ba khuyến khích, phong trào theo từng bộ môn của hội thao. Việt Tin Banh, nâng giá trị cuộc sống.